Dạ, Minh xin chào các bác anh em yêu audio. Quý vị đang theo dõi kênh YouTube của Minh Audio Sài Gòn. Và trong video này tiếp tục mình gửi đến giao lưu các bác anh em một cặp loa cổ của Nhật xuất Mỹ đến từ thương hiệu Sơn Xôi. Đây là cái mã model được rất là nhiều các cái bác yêu audio săn lùng chơi và sở hữu cái dòng này, bởi cái dòng loa này nó rất là hay, trên thị trường nó rất là hay và nó đánh tốt, thể hiện tốt chi tiết những cái bản nhạc cổ, nhạc vàng, nhạc trữ tình hay là chơi băng cối. Vâng, đây là cặp loa Sơn Xôi, mã model là SP2700A, một cặp loa được sản xuất ra đời vào năm 1970 các bác nhá, 1970. Thì cặp loa này thì nó cũng là dòng xuất Mỹ cổ, thì nó có cái cấu hình và thiết kế hoài cổ. Ở đây thì toàn bộ phần thùng gỗ loa của cặp loa này là gỗ lạng này, sử dụng cấu hình ở đây chúng ta nhìn thấy trước mặt là gồm có bát, ở đây là bát 30. Dòng này là dòng bát kiềng gang đúc nguyên khối và có dập logo Sơn Xôi ở trên kiềng loa, một loa mít 16 rất là lớn, còn nón nhôm và một chép còi vị trên. Ngoài ra ở phía trước ở đây là gồm có ba siêu vi tinh chỉnh cũng như là thông hơi. Cái thông hơi này nó bắt theo kiểu chữ L các bác nhá, nó bắt ngược vào trong. Đó. Đây là công ngược thùng. Ở đây thì nó cho chúng ta là ba cái siêu tinh chỉnh dành cho loa mít này, mít 16 này, một cái loa giải cao này là loa chép còi trên này, và một loa một cái siêu chỉnh ở đây gồm có hai tốc độ có số 1 số 2 và chỉnh cho tín hiệu âm thanh đầu ra cho hai cái loa còi phía trên này nữa. Nên bởi vậy cặp loa này khi mà các bác bày các bác đánh á, cái tiếng nó rất là rộng, bởi nó nhờ những cái còi như thế này này. Đó, nghe còi nó rất là khò khè và nó rất là bay tiếng, nhất là khi mà chúng ta nghe những cái băng cối, nghe bộ gõ, nghe những cái bản nhạc cổ như là Tuấn Vũ Quang Hát này. Cặp loa này thì về trong tình trạng thì còn rất là đẹp các bác nhá. Đây là e-căng này, mình đã tháo ra. Khi mà đợi e-căng vào nó sẽ như thế này. Đó. Em thấy không ạ? E-căng thì đẹp, không có bị bể nở và còn đầy đủ logo của Sơn Xôi. Đó, e-căng rất là đẹp. Còn nguyên cả những cái này thì nó đúc nguyên đúc này. Đấy, đúc nguyên bằng gang và nó có cái logo chữ Sơn Xôi nổi ở đây, cũng như là series DF103 của cụ bát này. Bên này cũng vậy, là củ bát là DF103, bát 30, gân vải tẩm dầu, phần mềm các bác nhá. Cặp loa này thì độ nhạy nó rất là cao, công suất của nó là 90W một loa, trở kháng 8 ohm. Con này thì cực kỳ là dễ phối ghép âm ly, các bác có thể ghép với các dòng receiver cổ, rồi các cái dòng âm ly cổ để chúng ta nghe nhạc. Đấy, trưng bày rất là đẹp mắt. Con này thì được anh em trên mạng đánh giá rất là cao rồi, thì quý vị có thể khách quan một cách là truy cập cái thông tin của cặp loa này Sơn Xôi SP2700A để chúng ta tham khảo cái đánh giá của mọi người. Đây là phía sau của cặp loa này. Loa thì là rất là đẹp, vuông thành sắc cạnh không bể nở anh em nhé. Đây là cái series của nó này, có duy nhất một cặp trong đợt hàng này thôi. 81767 2700A. Cái này thì các bác chỉ cần ghép với những cái dòng âm ly receiver như Pioneer á, hoặc là Sơn Xôi thì nghe nó rất là ngọt. Đối với cái dòng loa, cặp loa rất là tuyệt vời như thế này, Sơn Xôi 2700A. Đấy, mình sẽ giao lưu cho các bác anh em với mức giá là 11.500.000 đồng. Thì các bác anh em nào có nhu cầu chơi sở hữu dòng loa cổ rất là hay này thì liên hệ cho em mình theo số điện thoại trên bài đăng, em mình ship hàng toàn quốc. Đối với các bác chưa mua của bên em á, thì bên em sẽ hỗ trợ là ship code là COD, thì các bác chỉ cần cọc trước một ít thôi, bên em sẽ đóng hàng gửi hàng cho các bác, và số còn lại thì các bạn nhân viên Viettel sẽ giao hàng đến và thu hộ cho bên cửa hàng em. Và bây giờ thì mình sẽ mở to âm ly lên một chút để chúng ta cùng nghe chất âm của cặp loa này nhé.